Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nga phóng hơn 200 tên lửa UAV vào hạ tầng năng lượng Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV quy mô lớn nhằm vào Ukraine vào sáng 26 tháng 8, khiến 7 người thiệt mạng, gần 50 người bị thương. Theo tờ The Kyiv Independent, ông Zelensky cho biết phía Nga đã sử dụng hơn 100 tên lửa và 100 UAV trong cuộc tấn công nói trên, nhắm mục tiêu trực tiếp vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kyiv. Trước đó, Tư lệnh Không quân Ukraine, ông Mykola Omechuk cho biết trên nền tảng Telegram rằng lực lượng không quân nước này đã bắn hạ 102 trên 127 tên lửa và 99 trên 109 UAV lao tới Ukraine. Theo ông Omechuk, đòn tấn công này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp nhà nước Ukraine cho biết các hoạt động cứu hộ đã hoàn tất vào lúc 8 giờ 30 tối 26 tháng 8. Gần 740 nhân viên cứu hộ tham gia ứng phó các vụ tấn công. Phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Moscow đã sử dụng vũ khí có độ chính xác cao để tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở Ukraine. Các cơ sở mà Moscow cho là đã hỗ trợ cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Kyiv. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các mục tiêu bị tấn công bao gồm các trạm biến áp điện, trạm nén khí và các địa điểm lưu trữ vũ khí, máy bay ở các thành phố gồm Kyiv, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytsky, Dnepropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd và Odessa, theo hãng thông tấn TASS. Phía Nga cho biết đòn tấn công này đã tạo ra sự gián đoạn trong việc cung cấp năng lượng trên khắp Ukraine. UAV Ukraine đâm trực diện vào chung cư 38 tầng của Nga. Ngày 26 tháng 8, tỉnh trưởng Saratov, Nga, ông Roman Busagin cho biết máy bay không người lái UAV Ukraine đã tấn công các tòa chung cư cao tầng ở tỉnh này, đài RT đưa tin. Theo ông Busagin, lực lượng phòng không Nga đã phản ứng khẩn trương trước cuộc tấn công, nhưng các mảnh vỡ UAV đã rơi xuống và trúng một số ngôi nhà ở thành phố Saratov và Ingol của tỉnh này. Một video được đăng trên Telegram ghi lại khoảnh khắc một UAV Ukraine đâm trực diện vào một tòa nhà chung cư cao 38 tầng ở thành phố Saratov, thành phố có 950.000 người ở miền Tây nước Nga. Các cuộc tấn công UAV này làm nhiều người bị thương, bao gồm một phụ nữ vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn thông tin từ Sở Y tế tỉnh Saratov cho hay. Cạnh đó, một UAV khác đã đâm vào một tòa nhà chung cư ở thành phố Ingol. Các mảnh vỡ rơi xuống đã khiến một số chiếc ô tô đang đỗ bên dưới bị hư hại. Tỉnh Saratov không giáp với Ukraine và nằm sâu trong lãnh thổ Nga ở phía tây nam nước này. Ngoài ra, tỉnh trưởng Bryansk, ông Alexander Bogomat cho biết một UAV cũng đã bị bắn hạ ở tỉnh này. Cũng trong ngày 26 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 20 UAV đã bị bắn hạ trong đêm, trong đó có 9 UAV bị chặn ở tỉnh Saratov. UAV của Ukraine vượt biên giới, tấn công vào lãnh thổ Nga. Vào rạng sáng ngày 26 tháng 8, Roman Busatin, thống đốc vùng Saratov của Nga, thông báo rằng các tòa nhà cao tầng tại Saratov đã bị tấn công bởi máy bay không người lái UAV tự sát từ Ukraine. Ông Busagin cho biết lực lượng phòng không Nga đã phản ứng, nhưng một số mảnh vỡ của máy bay không người lái đã rơi xuống các tòa nhà ở Saratov và Angen. Một video trên Telegram ghi lại cảnh UAV tấn công tòa nhà chung cư 38 tầng ở Saratov, thành phố có dân số 950.000 người ở phía tây Nga. Theo kênh tin tức sốt trên Telegram, hai người đã bị bỏng và chấn thương do mảnh vỡ UAV và một phụ nữ đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Một UAV khác đã va chạm vào khu chung cư ở Angen, làm hư hại các ô tô. Thống đốc vùng Bryansk Alexander Bogoma cho biết một UAV khác đã bị bắn hạ ở khu vực này. Trước đó, tại vùng Belgorod, 5 dân thường đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương do tấn công của Ukraine vào thị trấn Prekidno. Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết 9 người bị thương, trong đó có 6 người nghiêm trọng và 3 trẻ em cũng bị thương trong vụ tấn công mà ông gọi là khủng bố tàn bạo. Đường ống dẫn khí đốt và đường dây điện ở Rekidno cũng bị hư hại. Trong 24 giờ qua, khu vực này đã chứng kiến nhiều cuộc tấn công bằng UAV và pháo kích từ Ukraine, gây thiệt hại cho nhà ở, xe cộ và cơ sở hạ tầng dân sự.
Ủy ban điều tra Nga đã khởi tố vụ án khủng bố hình sự và cam kết sẽ điều tra vụ tấn công và các bên liên quan. Các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga gần biên giới đã gia tăng trong thời gian gần đây. Khu vực Belgorod, Bryansk và Kursk gần biên giới với Ukraine đã bị tấn công gần như hàng ngày. Tình trạng khẩn cấp liên bang đã được ban bố tại Belgorod sau một cuộc tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk. Ukraine đã chiếm được 1.263 km2 lãnh thổ ở Kursk, bao gồm 93 khu định cư và tiến sâu khoảng 35 km vào ngày 20 tháng 8. Moscow đã phản ứng bằng cách đẩy lùi lực lượng Kiev ở Kursk và tăng cường tấn công vào Donbass. Từ khi bắt đầu xung đột, Ukraine đã mất hơn 5.800 binh lính và nhiều thiết bị quân sự, trong khi Kiev giữ từ vài trăm đến 2.000 tù binh Nga. Cuối tuần qua, hai bên đã trao đổi tổng cộng 300 tù binh. Nga phản công dồn dập từ nhiều hướng bằng bom binh lực Ukraine ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 8 tuyên bố lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công cả trên không và trên bộ nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi vùng Kursk ở biên giới. Máy bay quân đội Nga đã thực hiện các cuộc không kích vào quân đội Ukraine ở vùng Kursk của Nga và vùng Sumy của Ukraine trong một ngày. Các cuộc không kích, hỏa lực pháo binh và các cuộc tấn công của bộ binh nhắm vào lực lượng và thiết bị của đối phương từ các lữ đoàn cơ giới 22 và 61, các lữ đoàn không kích 80 và 82 của lực lượng vũ trang Ukraine, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1 và lữ đoàn an ninh 1004 gần Vysnoka, Gordievka, Ivaskovsky, Krasnoyarsky, Kruglenkoye, Lyubimovka, Mikhaykovka, Novaya Sorochina, Plekhovo, Rubanchina và Slangos, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các cuộc không kích đã được thực hiện vào vùng Sumy nhằm vào binh lính và thiết bị quân sự từ lực lượng dự bị của các lữ đoàn cơ giới 22, 41, 54, 61 và 115, các lữ đoàn không kích 80 và 82, lữ đoàn xung kích 92 của lực lượng vũ trang Ukraine, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1 và các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 101 và 103 gần Belopoye, Bevodi, Vozoba, Duzba, Ketirovka, Obodi, Pervomaiskoye, Brescia Nevoye, Peremoga, Svesa, Sumy, Ugrojedi, Yunakovka và Zastrzebinoye. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến dịch của Kiev tại tỉnh Kursk đã đạt được mục tiêu ngăn chặn Moscow kiểm soát một phần tỉnh Sumy và thành phố Sumy. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng họ đã đẩy lùi thành công các nỗ lực tấn công của quân đội Ukraine vào lãnh thổ Nga, gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng Ukraine. Các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Bắc với sự hỗ trợ bởi máy bay quân đội và lực lượng pháo binh đã đẩy lùi các cuộc tấn công của các đơn vị xung kích đối phương về phía Komarovka, Malaya, Lognia, Nechayev và Chekaskoye, Poresnoye. Các nỗ lực thực hiện các cuộc tấn công đã bị ngăn chặn gần Vinnytsia, Buki, Pokrovki và Spanoye. Kết quả là 40 binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine thiệt mạng và bị thương, trong khi một xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe cơ giới đã bị phá hủy. Tuyên bố cho biết, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã mất hơn 300 quân ở Kursk trong ngày 25 tháng 8. Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 300 quân và 14 xe bọc thép trong ngày qua, bao gồm 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép chở quân, 11 xe chiến đấu bọc thép, 7 xe ô tô, 1 khẩu pháo, 1 xe công binh, 2 hệ thống tác chiến điện tử và 1 radar phát hiện mục tiêu trên không ST-68, tuyên bố của Nga nêu rõ. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk, Ukraine đã mất hơn 5.800 quân, 72 xe tăng, 31 xe chiến đấu bộ binh, 58 xe bọc thép chở quân, 383 xe chiến đấu bọc thép, 177 xe cơ giới, 37 pháo binh, 5 hệ thống tên lửa, 11 hệ thống pháo phóng loạt, bao gồm 3 bệ phóng HIMARS và 1 bệ phóng MLRS, 9 hệ thống tác chiến điện tử, 1 radar phản pháo, 1 radar phòng không, 5 xe công binh, bao gồm 2 xe công binh bọc thép và 1 xe giả phá bom mìn UR-77. Chiến dịch phá hủy quân đội Ukraine vẫn tiếp tục, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết rằng họ đã tăng cường cung cấp tên lửa và pháo binh cho các lực lượng đang hoạt động tại khu vực biên giới Kursk theo yêu cầu từ các chỉ huy địa phương. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!